chặn đầu không đi được rách gì trơn á, nó chạy trước nó chặn đầu không à. Rồi, xin chào các bạn nhé. Chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Đó, cá heo ngoài biển thì nó to bằng con heo, cá heo ở trong sông thì nó nhỏ như là ngón tay, vậy mà cũng gọi là con heo hả? Nó có hai cái nanh với con heo rừng đó. Hồi tối này trời mưa một trận rất là lớn đó các bạn, cho nên là cây cối là nó xanh mơn mởn hơn nha. Có mưa một trận mà cây cối nè xanh mơn mởn. Tược bữa nay là nó đâm lên nè. Thì có bạn hỏi là trồng bao lâu thì ngắt cái đọt, mình cũng không rành. Hình như là nó cỡ gan vậy là mình ngắt khoảng 2 tấc. Cái đó về nhà cũng không có trồng, năm nay là mới trồng lần đầu thôi. Chị hai thì chỉ có trồng, thấy hình như là trứng sâu hay gì. Cái con cá heo này đó các bạn, ăn rất là béo, ăn thịt nó ngon lắm, khô khô à, ăn nhức nách luôn. Cũng làm mỗi đường bột ngọt thôi. Đầu bếp chính lâu phái rồi đó. Thứ 9 thì đầu bếp chính, nhưng lại thứ 9 đầu bếp 8. Vô duyên quá. Đầu bếp chính các bạn thấy cắt tỏi không? Cơm. Ăn hủ tiếu à. Thường ngó sen này người ta dùng để trộn gỏi. Bây giờ mình nấu canh chua. Canh chua ngó có nghĩa là canh chua mình chỉ ngồi mình ngó thôi, mình không được ăn. Nhà của hàng xóm cũng đang nổi lửa các bạn. Dạ, bây giờ mình xào khóm trước. Yeah.
Nguyên liệu nấu canh chua mình gồm có giá nè, nấu sen, bạc hà, rau ngò ôm. Rau ôm với rau ngò, ngò ôm. Bây giờ là nước quá trời sôi rồi, không bỏ bỏ cá vô. Hôm nay má đi chùa, ba thì đi đâu rồi? Không biết có về ăn cơm không? Chị hai cuộc hai cái búi tóc nhìn giống cô bé cha miao giống nè cha á. Ta mua cái cục màu đen không có rồi, cái đắt đi để hồi chiều không hâm được. Thì ăn búi đấy rồi là trái đắt đây hả? Biết hộp chưa vậy nè, hộp. Rồi, rồi. Như này chắc không chua đâu. Đâu rồi, rồi. Ừ, cháo cá ngon quá. Cá heo đó giờ mắc lắm luôn, trăm mấy ký. Ờ, cá heo mắc chứ đâu có rẻ. Còn thịt heo là nhiêu ký chị? Thịt nạc hả? Ba nội á. Ba nội 80 á. Mắc gấp 2 lần thịt heo. Nó dằn tí nước mắm luôn. Miếng nước mắm vô nó mặn mặn, nó thơm thơm. Nhá xem mình để vô cái mình nhận nhá xèo. Nhá ăn cái dòng gụm luôn. Chắc sẽ con bà bảy à. Ừ. Canh là phải có cá kho hoặc ăn với khô. Ừ. Cái khô thủm thủm đó, dễ lẫm. Ừ, thủm thủm dễ lẫm, hôm ta chiên ăn hết trơn rồi. Nó đây. Em trồng mấy cây gì bên kia vậy? Cái nè. Nó. Trà. Được mấy cây á. Ở trồng không chạy. Hôm nay vợ mình thu hoạch nha đam, để vô nấu hạt sen về nha đam. Có đậu xanh, có đường phèn nữa. Cái miếng cầu này đã có bông, có nụ rồi nè, mấy nụ rồi đó. Chỉ cần một chảo cá kho với lại một nải chuối. Ăn cơm gì Nhi? Ăn cơm với gì hả? Ăn rồi hả? Ăn rồi hả? Ăn canh với canh bí gợ. Rồi mời cả nhà dùng cơm. Ba, ba.
Vậy là ba đi qua Bắc Hai rồi, cho nên là không có ai ở nhà hết. Bốn mắt nhìn nhau tiếng chào máu hồng. Hôm nay không có mời cả nhà. Hai đứa nhỏ nó nằm nó ăn rồi, nó nằm nó coi tivi rồi. Rồi anh ăn này với này. Em ăn này. Mình ăn cá kho với lại chuối. Nó giòn. Thích nhất là bông súp. Các bạn thích ăn món nào? Có hay không? Nó sen nấu canh chua nhất, ăn giòn nhất là cái này nè. Rồi. Nó vừa bùi, vừa giòn mà bùi. Cá kho ăn ngon nhất là con cá. Nó không ăn miếng ớt hả? Cho mặn. Chuối cao là như trong các loại chuối cao là ngon nhất là phải. Hả? Ngon quá. Ăn thử miếng này. Đây là ruột cá lóc. Không gì bằng con với má. Không gì bằng má với con. Khác đi chợ. Cái gì ghê cũng đi chợ. Hai người đi gần táo gần luôn, không biết mua gì ăn cơm. Vậy ra cũng không biết ăn gì, không biết đi chợ mua gì. Ở ngày có nhiều cá đây, cá đi. Bữa nào em mua con cá lạ đó em ăn. Không có lấy con cá lạ. Cái ngó sen này nấu ăn ngon hơn là bông súng. Bông súng có 5.000 ký à. Này mắc hơn con súng. Này nhiêu? Này 45.000. Dữ. Mua có nửa ký nào. Tính nhà nấu bông súng là rẻ nhất. Ăn con chua. Mà mua bông súng là rẻ nhất. Mua con cá dưới 1 ký bông súng có 5.000. Chị đâu có ăn gì nhất. Ai nấu lại rồi. Béo ơi là béo. Trái này nó chín nhiều, cái vỏ nó càng mỏng. Ăn được luôn vỏ luôn. Rồi anh ăn thử thôi coi. Giòn thịt thịt. Vỏ ngọt luôn á. Thử miếng à, nãy nghe ăn ngon là ngon lắm. Béo lắm. Trời ơi, tôi nhỏ đâu béo bằng. Bự nó béo. Béo mà cái da nó dai dai. Trong thịt nó mềm mềm. Sao không kêu làm cá béo mà làm cá heo? Có hai cái nành giống như nành heo á. Hai cái nồi ngốc. Mấy cá lịch. Người ta mặn của lũi vậy hết trơn à. Vậy là con này ăn thịt ngon hơn con cá chạch nữa. Cá này tới mùa nước nổi có chứ bình thường đâu có. Thịt nó ngon hơn cá chạch nhiều. Cá nấu canh chua cũng ngon lắm á, cá heo nè. Béo không?
béo. Giống như cái chậu. Ừ. Giờ gụm gụm hả? Tại vì nó chua đó. Nó chua, nước nó chua, mình ngói sen bỏ vô nó giòn. Bông súng đâu giòn? Rồi bông súng nó mềm mà. Nhưng mà phái cái mùi vị của bông súng hơn. Cái mùi nó là giống như nó có mùi đất, mùi sình vậy đó. Cái này nó cũng có mùi đó nhưng mà nó nhẹ hơn bông súng. Ăn giòn tan vô trong miệng nó đã. Mấy ngày nay anh Bảy gần Tết, anh Bảy vô mùa sửa xe rồi nên anh Bảy không có rảnh gì ăn, chắc nay anh Bảy ăn mì gói quá. Rồi sau khi ăn cơm xong thì vợ mình bắt nước lên nấu đậu xanh. Nha đam cái loại này cái bẹ nó không to lắm. Hay là do mình trồng mình không có xịt thuốc bón phân. Cái loại này nè là cái loại bự nhưng mà mình không có bón phân xịt thuốc á, nó nhỏ vậy. Còn cái loại này là nó cỡ vậy, nó không lớn, nó có đốm trắng trắng nè. Là loại nhỏ. Còn cái màu xanh này là loại bẹ bự. Chủ nhật giống chay chua táo quạ mà nó ngắn hơn. Rồi nấu ăn hay là nấu biết mà chậm nặng hết cái sạn. Trời ơi chú này cỡ 5-6 kg khiếp. Quá trời nãy chuối. So với trái chuối già bên đây thật là bé quá đi thôi. Bên ông hai á, ông ngoại mới đem về nè. Đây chính là lá dứa đó các bạn. Vợ mình vẫn chưa thấy cái nãy chuối đâu. Nãy chuối Nhật á. Trời. Trời. Trời chú hàng một xỉnh. Em cầm dễ gì nổi. Ủa chính hai trái này nè. Một buồn 20 ngàn đó. Ủa một nãy 20 ngàn đâu có mắc. Mà nấu ăn á, nấu vô chú táo quạ. Nấu hai trái này trước nè. Chính rồi. Ô bỏ vô nồi nha đây. Khùng. Lọt ra. Khùng. Trời ơi. Giống như cái trái chuối. Táo quạ. Chú phổi. Ở chuối. Chuối dông. Nhưng mà cái lỗi chuối dông có một cái chuối này nữa nè. Mà trái nhỏ. Ôi ôi. Cái này sống nấu ăn được không? Này chín nấu ăn không? Nó chín cái hai trái à. Bây giờ mình sẽ bỏ hạt sen vô, đậu xanh nó gần nhừ, nó nhừ. Đậu xanh nó nhừ mình bỏ hạt sen vô. Nấu này phải bỏ hạt sen vô thêm bùi. Thêm bùi nha đam nó giòn giòn. Nghe nói ăn này mát ha. Ăn cái hồi nụt mụt mụn nó mất không?
Nhắc chưa? Ăn nó mát. Bỏ tủ lạnh lắm, nó lạnh nó mát. Mình mới thu hoạch được 4 trái khế ngọt rất là to. Quá trời nhìn thèm. Nè em nhìn coi. Trời ơi không phức vậy. Rồi dồi không. Trái đó nó bị ấy, trái kia đâu có. Trái kia. Dồi nè. Trời trời nó thơm, thấy thèm nhá. Mà nhìn vô thấy dồi không à. Nè, dồi hư chưa. Nhưng mà nó có bị một bên nào thôi. Rửa nha. Nhất chỉ thấy mũ thôi ha. Ha. Ở ngoài xanh trong vàng y như cái nhánh nữa. Trời. Sáu đẹp trai. Bị sâu hả? Em gọt khế vậy còn cái gì ăn, quan trọng cái ghìa nó ngon. Em gọt cái ghìa em bỏ hết trơn rồi. Cái gì? Tao ăn khế rồi bỏ cái ghìa này nó chát. Ừ, nhưng mà cái ghìa nó giòn. Chát. Nó có cái hậu lạc không được ngon. Nó hơi no nước hả? Hậu lạc cũng ngọt, hơi hơi ngọt ngọt chút chứ mà. Không có ngọt ngay. Em đòi ngọt như mấy cái kia thôi, còn gì? Có cái khế ngọt, ngọt bằng ngọt cam, ngọt thanh, ngọt mặn ngon. Cái này ngọt hậu lạc rồi. Chua chua hả? Tùy theo mùa sao. Bữa hổm em có ăn một trái nó ngọt như đường vậy. Ngọt ngon lắm. Ôi trời mưa, cóc nó ra ngoài nó ăn mù hông rồi các bạn. Đó, con cóc là cậu ông trời á, nghiến răng chịu chẹo là mưa liền. Đó, con biết con cóc chưa? Con cóc nè. Cóc. Bữa nay chăn nó lên khỏi vừa khỏi cái nóc nhà đó các bạn, chăn hôm nay rất là tròn và đẹp. Rất tiếc là mình quay nó không có được đẹp lắm. Rồi, chúc các bạn thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem.